Đây là 7 em học sinh đã có thành tích nổi bật trong kỳ thi hội Olympic tiếng Anh cấp trường. Xin một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ các em ạ. Xin chân thành cảm ơn thầy Dương Minh Hòa. Thì năm học trường qua thì ở trường cũng đã ai ăn nấm không? Các học sinh đạt trong cái giải hội thi về phụ động cấp trường thì cũng xin thông qua danh sách mời các em nhanh chóng lên đây để nhận thưởng ha. Một Dương Hải Đăng lớp 32 giải nhất môn văn xa tập võ. Hai Thạch Thị Hạnh lớp 33 giải nhất môn cũng vật xa tại chỗ. 3 Thái Sơn Ly lớp 41 giải nhất vật xa tại chỗ. 5 Thạch Quốc Đặng lớp 52 giải nhất cũng là cái môn vật xa tại chỗ. Và em Bùi Thị Anh Phương cũng lớp 52 giải nhất cũng là môn vật xa tại chỗ. Và một số em anh thiệu giải nhất của các môn thằng quay nghe tiếng nào thôi là chạy 6 luôn nha. Cái này mà nó nghe mấy em nói chuyện không. Võ Hải Đăng lớp 32, Nguyễn Thị Huyền Trân lớp 31, Phạm Sĩ Tiên lớp 41 và anh Tô Thành Hiếu lớp 53. Xin trân trọng kính mời cô Nguyễn Thị Xuân Bình và giáo viên phụ trách môn thể dục. Chúng ta đang lấy lại để phát giấy khen cũng như phần thưởng cho các em đã có thành tích xuất sắc trong cái kỳ thi hội Olympic ở một cuộc thi hội đồng cấp trường. Cảm ơn cô Nguyễn Thị Xuân Bình. Chúng ta sẽ cho một tràng pháo tay thật lớn để ghi nhận cái thành tích của các em. Mời các em nán lại để thầy Bình chụp hình. Các em đi chỗ. Sau đây thông qua cái danh sách là học sinh đã đạt cái giải hội thi viết chữ đẹp cấp trường thì gồm có 15 học sinh. Các em nghe tên nhanh chóng lên cái đài này nha. 1 Nguyễn Phương Thảo lớp 11. 2 Nguyễn Phương Nguyệt lớp 11. 3 Thạch Thị Mina lớp 13. 4 Trương Thảo Nguyên lớp 22. 5 Trần Thanh Quế lớp 23. Đặng Thanh Thảo lớp 22. 37 Dương Cẩm Hướng lớp 31. 8 Mai Thị Ngọc Hoa lớp 31. Nguyễn Thị Kim Ngân lớp 31. 10 Trần Minh Thư lớp 41. 11 Trương Thị Thiên Vi lớp 41. 12 Thái Sơ Ly lớp 41. 13 Thạch Thị Ngọc Trang lớp 53. 14 Thạch Mô Ni Rốt lớp 53. 15 Nguyễn Phúc Khang lớp 53. Thì cái này theo lớp là thứ tự thầy đọc đó là từng lớp đó là giải nhất nhì ba đó. Sau đây xin trân trọng kính mời cô Nguyễn Thị Yến phó hiệu trưởng nhà trường lên để trao cái giấy khen như là phần thưởng cho các em đã xuất sắc đạt cái giải hội thi viết chữ đẹp của trường. Xin kính mời cô.
rồi. Đúng mấy. Nó kêu quỷ tiền. Ê, quỷ tiền. Thư mặt. Thư mặt. Chị Thư. Chị Thư. Ông Thư. Bà nội Thư. Lam mạch. Lam mạch. Thư ớt. Lam mạch. Thư ớt. Lam mạch. Thư ớt. Lam mạch. Thư ớt. Lam mạch. Quỷ Thư. Quỷ tiền ớt. Ê ê ê. Chịu nắm đầu cho. Xanh. Xanh. Xin một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho các em này. Đây là đồng chí học viên của trường. Xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Thị Hoa của trường. Nắm đầu nó lôi nói chuyện thôi. Con kéo bên mẹ. Sau đây xin thông qua các cái danh sách. Cái danh sách của phong trào giúp sao học tốt. Đây là một cái các đội viên được khen thưởng. Rất mới lạ trong cái năm học của 2015-16 đã có những cái hình thức là giúp đỡ bạn cũng như là các sao học các sao các là em dành học cũng hướng đứng đã cố gắng phấn đấu đã đạt được những cái kết quả rất là khả quan. Trong đó có 4 em: một, Kim Quỳnh Thanh Tuyền lớp 5-1; hai, Thạch Thị Ngọc Trang lớp 5-3; Lê Mạnh Quỳnh, Lý Văn Vũ lớp 1-1; Nguyễn Thị Mạnh Quỳnh, em Thạch Văn Phát lớp 1-3; em Lê Thị Xanh. Em Lê Thị Xanh. Em Lê Thị Xanh. Em Lê Trần Thảo Nam. Em Lê Thị Xanh. Có nghĩa là bốn em này, hai em này đã có cái thành tích đã giúp đỡ các sao của lớp 1-1 và lớp 1-3 đã hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình trong năm học 2015-2016. Xin trân trọng kính mời cô Lê Thị Diệu Hiền lên để phát cái tên như phần thưởng cho hai em. Tay cho một tràng pháo tay lớn chúc mừng em. Xin chân thành cảm ơn cô Lê Thị Diệu Hiền. Thì năm học 2015-2016 thì trường tiểu học Phú Cường A có thành tích rất là nổi bật trong phong trào thiết đội, không phải chỉ năm học 2015-2016 mà còn nhiều những năm học trước cũng đạt giải rất cao. Nhưng mà tuy nhiên thì năm nay thì trường chúng ta đã được đã đạt được cái giải gì hỏi thi thiết đội quốc lộ. Thì sau đây là xin mời các em đã có thành tích đóng góp cho phong trào của nhà trường trong cái kỳ thi này lên để lại cái khen cũng như thành tích. Một, Hai Thạch Minh Nhật, 9 Dương Phương Hà Dĩ, 10 Trần Quốc Đạt, 11 Sơn Thị Ngọc Tinh, 12 Thạch Thị Ngọc Thủy, 13 Thạch Thị Minh Thư, 14 Phạm Minh Thư và một số em của lớp 41: Thạch Thị Vân Đà, Thái Sơn Vi, Kiên Thị Thanh Hiền, Nguyễn Nhật Nam, Thạch Thị Thu Thảo, Trần Minh Thư, Thạch Anh Tú, Thạch Lanh, Lưu Kim Lợi, Kim Thị Tú Ngân, Thạch Thị Ngọc, Quỳnh Phương Quyên, Lê Mạnh Quỳnh, Sơn Ngọc Trí, Thạch Thị Minh Tú và em Lê Ngọc Thảo Huy của lớp 41. Sau đây là các em của lớp 31: La Thị Ngọc Châu,
Mai Thị Ngọc Hoa, Nguyễn Nguyệt Quế, Nguyễn Thị Kim Ngân, Lê Thị Quyền Trân, Thạch Thị Thanh Thảo. Đây là 36 em đã có thành tích đóng góp trong phong trào thiếu nhi phước đội của trường. Xin trân trọng kính mời thầy Trung Đại Hạnh, thầy tổng hội các đội của trường lên phát giấy khen cũng như là phần thưởng cho các em đã có thành tích đóng góp cho phong trào trên. Để quan minh 36 em đã có thành tích đóng góp trong phong trào của thiếu nhi phước đội cấp trường. Xin chào các thầy cô nha. Xin chân thành cảm ơn thầy Trung Đại Hạnh, giáo viên phụ trách đội của nhà trường. Xin mời các em về chỗ. Về năm học 2015-2016, đặc biệt có một học sinh của lớp 3 đã
đạt được cái giải ba trong hội thi là tiếng Anh trên internet cấp huyện. Sau đây xin trân trọng kính mời em Mai Thị Ngọc Hoa lên lễ đài để nhận giấy khen và phần thưởng. Và xin trân trọng kính mời thầy cô Văn Khắc, người giáo viên chủ nhiệm của lớp 31 để lên trao cái phần thưởng và giấy khen cho em Mai Thị Ngọc Hoa. Xin trân trọng kính mời thầy. Các em hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để mà chúc mừng bạn ạ. Xin chân thành cảm ơn thầy cô Văn Khắc trưởng khối 23. Rồi năm học 2015-2016 thì trường tiểu học của Hồ Nga thì ở lớp năm của khối 5 á thì có 72 học sinh, và cả 72 học sinh đều đã hoàn thành chương trình tiểu học. Cho nên là bây giờ thầy mời từng khối lớp, là để lên để nhận cái giấy hoàn thành chương trình tiểu học với chứng nhận á. Cho thầy không đọc tên ha, tại vì trường chúng ta là cả khối 5 đều đạt hết, cho nên là thầy mời từng lớp lên. Xin đầu tiên thầy mời học các